Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào em. Rồi, anh đưa bịt mắm luôn đi. Ở đây mình ăn mắm chay hả? Mắm này mắm lộn xộn để đây nè. Giờ đi anh em. À, xả luôn nè. Hôm trước anh em mình có đi về miền trên á. Rồi cái cũng kiếm được mớ cá rô biển nè, chứ ở dưới đây giờ mình là không có luôn, hết nước rồi. À, giờ này là cũng mang sẵn, con nào nấy trứng quá trời luôn. Hôm nay theo sự yêu cầu, thèm ơi, thèm mắm. Người chưa nhắc mắm bài rồi. Anh em mình sẽ nấu cá rô biển, nấu mắm. Đó, được mớ gạo nè. Kèo nèo tư tưởng phải không anh? Kèo nèo hay gì? Kèo nèo. Hình như là vậy. Còn cái nữa. Còn cái gì? Quên nữa. Nằm cái bên đây. Đây là chuối. Nãy mình nói chuối gì trời quên. Chuối gì mà làm đàn cày á? À chuối sáp, đúng rồi, chuối sáp. Có nhiều đó không thuộc bài nữa. Đây là anh em mình sẽ ăn kèm theo là chuối sáp hành non. Này sắc sắc bóp ra. Tôi biết chú sáp á, mà mình ăn chú cây rồi á, nó ngon hơn cái mấy cây chuối kia nhiều lắm. Cháu vịt đồ anh. Trời cháu vịt, mỗi cháu vịt hết rồi. Thôi vậy mai làm cháu vịt đi. Thèm không? Có thèm không? Thèm không? Yêu cầu nữa à. Rồi bây giờ anh bỏ mớp không? Dạ. Bên đây em sẽ lật rau. Đó, cây chuối hồi nãy mình lột ra, mình lấy cái lõi coi có nhiêu đây nè. Bắt đầu mình sẽ sắc. Bây giờ mình sắc bỏng hay là mình ấy khúc? Khúc á anh. Khúc phải không? Khúc á, lát mình chấm luôn. Rồi. Khúc thì mình sẽ chẻ cỡ này. Cái đấy đó xong chấm vô cắn rồi. Để nguyên khúc vậy luôn phải không? Để nguyên khúc vậy chấm vô cắn luôn. Nào mà thấy nó hư giờ già quá bỏ ra. Ô, cái này còn ngon ăn được mà. Mình lấy cái này trước đi. Trong cái thau thì cũng anh em mình có bỏ miếng muối, miếng chanh để cho nó bán ra mùi mủ, nó không có đen, không có chát. Đây xả nãy mấy anh mình cũng có bầm sẵn rồi nè. Đó. Cái này là mình xào xả trước cho nó thơm nha. Mình thêm chén này nữa. Ngon không? Ôi. Cái gì mà ớt nhiều hơn xả nữa rồi. Còn cái này là mắm hồi nãy mình nấu cho nó nhừ ra, ăn lát cái mình lượt bỏ vô. Rồi, anh để lên cái lượt cho em. Để vô luôn, để vô trong cái sau. Này cho thêm nước đi. Có mùi mắm rồi đó. Có không? Để đây là lát tí nữa mấy anh em mình nêm lại nha. Chưa? À, có đầu xả chưa? Bỏ vô luôn. Nè, tính nói luôn á. Thiếu cái này không được. Bỏ này vô cho nó thơm. Thường như lát nó bán cái mùi tanh lên cá. Có xào. Rồi. Đem tí xíu nữa cái sôi lên cái mấy anh em mình nêm lại. Bỏ cá vô.
cho đường vô. Tại cái mắm này thì nó mặn lắm, cho đường nhiều hơn tí. Không cho muối vô nữa. Không mặn rồi cho muối vô làm chi. Ok chưa? Được rồi, cho cá vô luôn, hết luôn nha. Ừ. Phải chừa lại con đi. Tất nhiên phải chừa lại con gà đó. Này cá nhiều quá nhiều luôn rồi. Này cá đóng luôn. Để sôi lên cái nữa mình cho cái cà tía, cà nâu này với bắp tay vô luôn nha. Quậy hết. Ờ, quậy nát. Rồi, tròn luôn. Cái nồi này quá chất lượng, siêu cay luôn, siêu ngon. Lâu ai mà mất rồi? Ai biết đâu. Ba đây. Nửa đi hả? Thôi, bữa nay không bỏ thịt á, chứ bỏ thịt ăn cũng đâu được đâu. Cái mắm kho này thì mấy anh em mình chỉ nêm đường thôi, tại vì nó là nó mặn thôi. Bỏ vô này thì chín lên. Rồi, bây giờ mình dọn cho mình ăn thôi. Có rồi. Tính ăn cái tô hả? Mày chuối, chuối cây, xoài, lá xoài này nãy mới hái ở bên ngoài kia luôn. Thôi giờ để mình thưởng thức chưa? Rồi, vô đây. Chuối cây này ngon à. Ồ, có mắm cái là có gùi à. Rồi, mời cả nhà nha. Bóp vô nó gà vậy nè. Ừ. Chuối cây mà được chuối sáp này nè. Nó ăn vô nó giòn mà nó ngon hơn chuối xứ của mình. Cái món kho này nêm nó vừa. Chấm vừa ngon. Rồi. Ăn đi. Rồi xin mời cả nhà. Bóp nè, ngắt cả bóp vô một cái. Nếm này dễ là vừa rồi. Vừa chấm vô, hơi mặn mặn chút rồi mình chấm vào. Rồi, tới em nha. Mời cả nhà. Đúng rồi. Cái này mồi mà vô ăn không nổi. Anh ăn cũng vừa gì mà thấy nó the đó. The à. Thì chịu khó bữa nào cô Môn mà ăn ít đó chứ không có ăn cá nè, đẩy ớt vô cho đúng đồ đủ đồ. Cá phải gấp nguyên con. Cái nước này nó lâu dữ lắm rồi, nay chắc một tháng mới ăn lại à. Con ăn có trứng hả? Cá ngon quá, nó béo ghê luôn. Còn cá lóc của ai ta? Còn này cá bóng. Còn cá lóc đây nè. À chắc của Kumon á. Cái này chắc của anh Ba quá. Giấu kỹ quá mà nãy phát hiện rồi ta. Ai biết đưa đâu. Chú cái này á, hồi nãy mình sát cái mình bóp cho nó ra chát chát. Ngõ mắm kho nè. Ăn với rau càng nhiều càng ngon. Chấm luôn. Ăn chừng tuần ha, quay lại ha, một tuần ăn mắm kho chừng hai lần em cũng ăn, nó ngon. Không ngán. Đúng rồi. Với được cá rô biển này thì thôi đừng nói đi. Rồi cái trứng này. Em giúp con nguyên con gì đó mà giả.
Chảo xương. Chảo bị nổ mụn trứng cá gì á. Đúng rồi. Mẹ em ăn cái trứng đi. Ôi, ưa béo. Rồi sáng tính kiếm lá cóc nữa. Lá cóc cho nó chua chua, ai ngờ không thấy có lá xài. Em kiếm gì? Chứ sao á, mình nấu mắm á, cái mình kiếm cái hẹ nước. Hẹ nước rồi. Không mùa này. Lâu lắm là anh để mưa xuống là nhiều. Mưa xuống là không, mưa rồi, mưa chứ ở đây mình không có. Miền trên á, cái đó là miền trên về. Đa số là mùa nước nổi á, với cái chỗ nào mà ngập nước nhiều á, lâu năm á. Lâu lắm cũng chưa ăn hẹ nước. Ở miền trên đó đa số chỉ có ăn, nếu mà ăn mắm nha, rau muống, hẹ nước với chuối. Chuối chét của mình á sắc mỏng nè, còn rau nhút, còn súng. Trồng nghèo thứ tưởng rồi nè. Rồi vậy thôi. Mà về miền trên đơn ăn nó đơn giản. Ví dụ cái bữa làm nấu mắm không, là ăn chỉ khoảng chừng hai loại rau à. Đó. Ví dụ hai cái này. Cái bữa sau ví dụ ăn hẹ nước với rau muống. Cái gì á, hái cho nhanh lẹ vô ăn. À, nguyên con không đã thì cá cũng nhiều lắm. Nó nhỏ đi, nó ngọt ngọt đi, tao nói luôn cho. Cá này á, cá mà để vài bữa nữa anh làm á, không thua gì cá rô biển này đâu. Vậy là cá rô đồng. Hai cá cặp. Không phải. Cá chạch không ngon. Ngon. Cần nhắc rồi. Cá này làm được rất nhiều món luôn. Mà nói gì nói chứ cá đồng là làm món gì em cũng phải ăn. Thật dễ ăn. Ngon. Đứt cu môn hoài luôn á, vậy mà không chịu ăn. Bỏ thịt vô đi. Cái này quên sáng phải bỏ miếng ba rọi vô ha. Mà giờ ớt còn ớt có nhiều hơn nãy xưa xả rồi. Cá lù biển này á, mình kho cà nè, kho ngót nè, này nó mắm nè, chiên nè, cái món nào cũng ngon á. Giờ á thì không biết còn hay không nha, chứ hồi trước á con cá lù biển ba lớn vậy nè, như cá phi luôn hả? Ừ. Rồi cá bắt đầu mặn lên ha. Em biết làm sao không? Chiên xong súp cà. Ôi, cái đó mới ngon. Tại vì bự nó thịt nhiều á. Không mà chạng vậy thì em nghĩ chắc là nó xương nó bớt à. Cái xương nhỏ nó bớt á. Trời ơi, ngon cực kỳ luôn. Cầm lên. Đang thui lùi à. Trời chắc hiếm rồi. Không, nếu mà còn á, còn là chắc ở trên khúc miền tên đâu, chắc em nghĩ chắc còn. Tại trên đó là nó đầu nguồn. Còn về đây là mình giống như cuối rồi.
Ủa này, anh làm con cá bóng đi. Nãy mặn hết còn nữa. Ủa nãy là lấy chài để làm gì vậy? Có ăn mà, có ăn mà. Này ăn gì không có trứng đi. À, mốt đừng bỏ đặt này nữa nha. Là cứ có trứng là đem qua đây đi. Không em ít ăn trứng. Ít ăn trứng à? Đây, cái mặt em lỗ hết rồi, ăn vô nữa thành lỗ vôi hết á. Không mà nhưng mà đổi ngược lại là trứng cá ngừ em ăn nha. Mà cá ngừ phải cá ngừ đại dương gì đó. Dạ dạ dạ. Khó quá cho nó qua đi. Còn trứng cá hồi không ăn hả? Trứng cá hồi muối hả? Hôm đó chứ chưa ăn luôn. Với trứng con cá gì, trứng cá tầm hay gì đó. Mấy đó trong nhà hàng không mà chưa có rớt tới. Nói gì chứ em cũng chưa ăn con mấy con cá đó. Cá hồi mình có ăn rồi đó. Đầu á. Cái đầu hả? Còn cái mình chưa. Ok, ép vô vậy nè. Đã chưa? Bữa nay đã chưa? Ở trong thôn mình còn chiều về ăn nữa, cũng còn ngon. Còn miếng. Chia ra đi, ngồi ăn khứa nữa đi. Sạch ăn khứa này đi. Ngồi ăn khứa này. Cho hết luôn. Ồ, đã. Con cá này mà mình muối mặn mặn á, mình phơi một nắng cái bắt đầu mình nướng hay mình chiên ngon không? Em không biết mà em nghĩ chắc khô thì thường thường ăn kèm mấy cái xoài rồi ngon. Gỏi hả? Hay là mình ăn xoài xẻ nè. Xoài bầm bầm á. Xoài bầm. Bầm vô nước mắm á, nước mắm chua ngọt á. Ăn kèm cái này nó ngon. Rồi tới đây chắc mấy anh em mình cũng xin kết thúc video nha. Rồi hẹn gặp cả nhà video tiếp theo. Chào cả nhà. Nhớ chia sẻ để ủng hộ mấy anh em mình nha cả nhà.